là ngày hôm nay Bác Châu đã qua cái tuổi mà người ta tội hơn nữa là thất thập cổ nay. Bác Châu đã bỏ lại xa lắm rồi. Bác Châu năm nay đã hơn 100 tuổi mà bởi vì tình hình nó không cho phép. Và bây giờ chúng tôi, các con, các cháu xin được phép gửi đến Bác Châu những tràng pháo tay cho người đẹp của tôi ơi. Mừng sinh nhật của bác ạ. Và thưa, không thể nào chúng ta có Bác Châu mà không có quý ông quý bà ở đây. Và đặc biệt tất cả có Bác Châu thì quý ông quý bà ở đây đã làm tròn một cái bổn phận, đó là chúng ta vẫn giữ vững niềm tin để một ngày mai tươi sáng chúng ta trở về hiên ngang, trở về với những cái tấm thân mà đôi lúc nó già nó trẻ không ta còn biết, nhưng mà đầu óc chúng ta vẫn có một cái hoan hỷ, đó là chúng ta trở về đất nước của chúng ta bằng những giây phút thực sự hạnh phúc và bình an. Cảm ơn quý ông bà. Và thưa, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu phần lời chào mừng của ông, gọi là ông thì không biết phải đúng hay không, bởi vì ông trẻ hơn tôi, và anh Võ Hồng Sơn là ông hội trưởng hội tị nạn tại Phan Phụ. Dạ, kính mời ông ạ. Kính thưa quý vị, trước hết xin cảm ơn lời mời, cảm ơn Bác Châu đã nhận lời mời của Hội Văn Phuộc đến tham dự cái buổi tâm đàm với chúng ta ngày hôm nay tại đây. Kế đến là cũng xin thay mặt ban tổ chức cái cuộc biểu tình cũng như thay mặt Hội Văn Phuộc, chúng tôi cũng gửi lời xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị cũng như đại diện các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ cho chúng tôi trong cái cuộc biểu tình vừa qua cũng như cái buổi tâm đàm ngày hôm nay. Như quý vị thấy đó là cuộc biểu tình của chúng ta ngày hôm nay, xem sau 3 năm bị cái trận dịch Vũ Hán toàn cầu mà chúng ta quy tụ ở tại trước tổng lãnh sự của Việt Cộng rất là đông, thì như vậy cũng là cái thành công lớn của chúng ta rồi. Mà đặc biệt đó là năm nay rất nhiều các cái tổ chức hội đoàn cũng như quý bà con cô bác từ ở bên Hòa Lan, Thụy Sĩ, Pháp, Mỹ cũng đến cùng biểu tình với chúng ta ở đây. Thì đây là một cái hân hạnh đối với lại cộng đồng người Việt của Văn Phuộc ở đây. Kế đến thì xin nhờ chuyển lời cho anh Sơn để tiếp tục thảo luận. Thì kính chúc quý cô bác anh chị em cũng như đại diện các tổ chức đoàn thể sau cái buổi tâm đàm này về tất cả đều được an bình và gặp nhiều may mắn để chúng ta sang năm chúng ta còn tiếp tục nữa. Xin cảm ơn. Hôm nay làm MC chính là anh Vũ Xuân Bông. Dạ, kế tiếp chúng tôi xin được phép đã nói rồi, đó là phần tâm tình của giáo sư Nguyễn Thanh Châu mà trong suốt gần 20 năm qua, mà cái người mà Bác Châu đó, và hôm trước gặp bác còn nhớ con không? Biểu cái ông thị xòm này không có ai mà nhớ. Đó, thế là Bác Châu đến một cái độ là không biết phải gọi một danh từ gì, là chúng ta là cái thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Yeah. Thì có một cái điều mà Phong muốn nói với tất cả quý vị đây, đó là che già mà măng chưa có mọc. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái đóa măng bắt đầu nó đã trồi lên với cái ánh sáng và với cái khí hậu của mùa xuân. Đó là ngày hôm nay chúng ta thấy có một số anh chị em rất là trẻ và họ đã bắt đầu, họ cảm thấy cái bổn phận, cái trách nhiệm của họ để nối tiếp cái con đường mà đàn anh cha chú đã đi. Và xưa tất cả quý ông bà, sau đây chúng tôi xin giới thiệu kế tiếp là phần tâm tình của Bác Châu. Dạ, kính mời bạn. Có một điều trước khi mà giáo sư Nguyễn Thanh Châu lên trình bày cái phần hội luận tâm đàm tối nay đó,
Thì nhân cái dịp mà giáo sư 100 tuổi và 3 tháng thì như chúng con đã có lời chúc mừng cụ sanh ngày 16 tháng Giêng năm 1923. 24. Thành ra nếu mà tuổi ta đó thì đã 100, nhưng mà tuổi Tây nó mới 99. Nhưng mà người Việt của chúng ta đó là phải tính tuổi ta, tính từ lúc mà bà mẹ mang cái bào thai của em bé 9 tháng 10 ngày là 1 tuổi. Cho nên cụ nói đối với cụ là 100 tuổi rồi, chứ không phải là 99. Cho nên chúng ta cũng tìm hiểu sơ qua cái tiểu sử của cụ. Có nhiều khi chúng ta biết cụ, nhưng mà chúng ta không biết được cái tiểu sử, bởi vì cụ rất là, phải nói là khiêm nhường và rất là giống, không muốn cho ai biết về cái cuộc đời của mình. Nhưng mà cũng may mắn có một vị hiền tài bên Cao Đài ở tại Melbourne, Úc Châu đã sưu tầm và đã đăng lên một cái tờ báo ở bên Úc. Và chính những cái điểm này chúng tôi copy lại. Mà ngày hôm nay có một vị trưởng lão đó là cụ Minh, đâu biết được, đã cũng xin một bản nhờ copy. Cháu đã gửi cho cụ rồi nhé, xin sẵn đọc đây cho quý vị cùng nghe luôn. Và có nhiều cái mà không ghi trong này nữa, còn thiếu. Tiểu sử sơ lược giáo sư Nguyễn Thanh Châu do hiện tại Võ Thanh Liêm sưu tầm ở Melbourne, Úc Châu. Thứ nhất, giáo sư Nguyễn Thanh Châu sanh ngày 16 tháng Giêng năm 1924 tại một làng nhỏ ở tỉnh Thanh Hóa. Chút nữa xin cụ cho con biết cái làng gì, huyện gì nha. Ông này ông cũng không có ghi được cụ. Trong một gia đình nho giáo quan lại của triều đình nhà Nguyễn. Năm 1945, cụ theo học trường Bưởi ở Hà Nội và đỗ tú tài toàn phần. Cụ đậu tối ưu. Năm 1946, cụ theo học ở Đại học Văn khoa Hà Nội. Sau 4 năm ra trường, cụ đậu 2 bằng cử nhân ưu hạng về văn chương và triết học. Và thi đậu hạng ưu, nên được chính phủ Pháp cấp cho học bổng toàn phần đi du học sang Pháp. Năm 1950, sang Pháp nhập học đại học ở Sorbonne, Paris. Sau 3 năm ra trường với 2 bằng tiến sĩ là doctor, tiến sĩ triết học Đông và Tây. Năm 1954, trước khi nói tiến sĩ là triết học về Đông Phương là một bằng tiến sĩ, và triết học Tây Phương là một bằng tiến sĩ. Và cụ đang có cái tham vọng để viết một cái bằng tiến sĩ thứ ba là triết học Đông Tây, nhưng mà đã được cụ nhiệm và vua Bảo Đại ẩm về Dinh Độc Lập. Năm 1954, cụ được mời dạy học ở Đại học Lyon, Pháp, đồng thời được mời thỉnh giảng ở Đại học Oxford của Anh. Dự định ở ngoại quốc tối thiểu 2 hoặc 3 năm để chuẩn bị viết luận án thứ 3, thạc sĩ triết học, tổng hợp triết học Đông và Tây. Nhưng vào năm 1955, tình hình chính trị miền Nam Việt Nam, cụ Ngô Đình Diệm đã mời giáo sư Nguyễn Thanh Châu về nước gấp để giúp cụ Diệm. Vì từ năm 1950, cụ Diệm đã lưu vong ở ngoại quốc. Khi đến Pháp, đã tiếp xúc và để ý với nhiều sinh viên và giáo sư Nguyễn Thanh Châu. Thứ Bảy, đầu năm 1956, giáo sư Châu về nước trình diện cụ Tổng thống Ngô Đình Diệm và được cụ lưu giữ làm việc ở trong Dinh Độc Lập suốt 8 năm trời. Ở trong đó, lúc đó mở ngoặc, đóng ngoặc, cụ Châu chưa có một mảnh tình dắt dai, chưa có người yêu. Và cụ Châu chuyên soạn thảo các kế hoạch để cho các bộ, ngành thực hiện. Vì vậy mà mọi người thường gọi, nói với cụ Châu là một kiến trúc sư của thời đệ nhất Cộng Hòa.
Ngoài ra, hàng tuần giáo sư Châu phải đi dạy ở trường Đại học Quân sự ở Đà Lạt. Đây là trường đào tạo các tướng lãnh đầu tiên của nền đệ nhất Cộng hòa. Thêm vào đó, giáo sư Châu còn chấm các luận án cho các học viên khi ra trường. Đặc biệt là giáo sư Châu khi chấm các luận án này qua lời văn và tư tưởng trong các luận án của các học viên, giáo sư Châu đã phê chuẩn ai là người trung thành yêu nước, ai là kẻ háo danh khi trình lên cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Năm 1963, sau biến cố, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị mưu sát, giáo sư Châu đã rời Dinh Độc Lập. Kể từ đó, giáo sư Châu không còn làm việc nữa, mới về lập gia đình và tạo dựng mái ấm gia đình. Năm 1975, giáo sư Châu bị đi tù Cộng sản Bắc Việt suốt 9 năm trời. Năm 85, giáo sư Châu được chính phủ Đức can thiệp đưa cả gia đình sang Đức tị nạn Cộng sản. Từ lúc đặt chân lên nước Đức đến nay, giáo sư Châu chưa có một lần nào về Việt Nam theo lời sưu tầm của hiện tại Võ Thanh Liêm. Ngoài ra, giáo sư Châu trên tất cả các diễn đàn thao thoát, quý vị cũng biết, mỗi sáng uống cà phê, sau đó là giáo sư đi rảo trên các diễn đàn cho đến tối để ủng hộ các diễn đàn thao thoát. Mà trong đó có cái diễn đàn mà nhớ lại anh Trần Quang Dũng đã mất, diễn đàn đấu tranh gì đó của cái ông ốp là ông Hương Quê 56. Và giáo sư Châu trong thời gian hơn 3 năm qua đã nhận lời của Đài Việt News TV và Đài Global TV trên cái tờ báo Rạng Đông Online.com. Quý vị nếu có dịp để bấm vào thì quý vị sẽ thấy mỗi một tuần trước kia giáo sư Châu thực hiện 7 ngày một tuần lên đài truyền hình nói về chính trị, nói về văn hóa, nói về lịch sử cổ đại, rồi cận đại và hiện đại, và nói tất cả về tâm linh cho tất cả mọi người và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi. Nếu câu hỏi nào biết, giáo sư về sẽ xem Google để mà trả lời. Đến đây thì còn một vài cái vấn đề nữa mà cũng một số đoàn thể cũng mời giáo sư làm cố vấn, và trong đó giáo sư đã nhận lời mời làm cố vấn cho Hội Người Việt ở Phan Phuộc, và giáo sư cũng là người trong những người sáng lập cái trường tiếng Việt ở tại Phan Phuộc trong suốt thời gian qua với chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Ở đây thì xin kính mời giáo sư bắt đầu giờ của ca sĩ chính. Đã xác nhận Hoàng Trường Sa là của Việt Nam, nhưng mà người ta vẫn chưa nói được ai là người đã tìm ra Hoàng Trường Sa. Trong cái cổ sử, thưa quý vị, thời kỳ của vua Trưng, có một bà đô đốc hải quân lúc bây giờ, bà còn trẻ lắm, mới 19 tuổi đầu, mà làm đại đô đốc. Bà ta tên là Trần Quốc. Bà này chỉ huy cái đạo quân đánh nhau với lại Mã Việt. Khi thắng quân của Mã Việt xong, thì bà ta có thời giờ đi vòng cái khu vực đó để đi kiểm tra cái vùng biển. Thì bà ta thấy có hai cái hòn đảo, một cái hòn đảo màu cát vàng và một cái hòn đảo lớn hơn những cái hòn đảo nhỏ, nó gắn liền với nhau. Thì cái hòn đảo cát vàng bà đặt tên là Hoàng Sa, còn cái hòn đảo lớn kia bà đặt tên là Trường Sa. Cho nên bà sai lính đi lấy một cái tảng đá khoảng 100 tấn đưa về đó. Bà lấy kiếm và khắc ở trên cái tảng đá: tôi Trần Quốc, đại đô đốc thời vua Trưng, đi tuần tra
thấy hai hòn đảo và đặt tên Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là cái di tích cổ sử là nói như vậy. Cho đến đời nhà Trần thì có một ông đô đốc lần đó cũng đi ngang qua cái chỗ đó vẫn còn nhìn thấy cái tấm bia đó. Không biết bây giờ cái bia chắc đâu tôn vùi dưới lòng đất rồi. Thưa quý vị, đó là cái câu chuyện Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng, và cái đề tài ngày hôm nay mà ban tổ chức cho chúng tôi là nói về 30 tháng 4. Thưa quý vị, 30 tháng 4 là ngày quốc khánh. Chắc quý vị cũng biết tại sao là quốc khánh rồi. Bởi vì cái ngày 30 tháng 4 không phải là cái dân miền Nam của chúng ta chạy trốn ra khỏi Việt Nam, mà kể cả cái dân từ miền Bắc đã sống 10 năm trời dưới cái chế độ cộng sản, họ cũng ùn ùn từ Hà Nội và các nơi kéo nhau xuống Hải Phòng để rồi chạy trốn sang Hồng Kông. Chính vì vậy nó không còn là nửa nước mang cái hận mất nước, không còn là một nửa nước của miền Nam người dân bỏ chạy Việt Nam, mà là người dân cả nước đều bỏ chạy. Chính vì vậy hai cái chữ quốc hận nó mang một cái sự kiện lịch sử. Thưa quý vị, và bây giờ cứ mỗi một năm nhắc tới 30 tháng 4, cái tháng 4 đấy, thì cái ngày ấy sau khi lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Trương Văn Minh ở trên đài phát thanh của Sài Gòn, chắc quý vị cũng nhớ đến cái hình ảnh của người dân Sài Gòn hay là người dân ở các cái thành phố lớn, đặc biệt là Sài Gòn, cái ngày ấy như thế nào? Chồng kêu vợ, bố kêu con, cái tiếng gọi nhau cứ ơi ơi khi mà Trương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng. Rồi từng đoàn người, xe hơi, xe gắn máy chạy trở về đường Trịnh Minh Thế để hy vọng thoát nạn. Và thưa quý vị, cái đặc biệt là những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa cái ngày ấy, ngày hôm qua, hoặc là những người chiến sĩ kiêu hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ngày 30 tháng 4 họ từng người thất thểu đi trên các cái đường phố với cái chiếc áo mayo và cái quần xà lõn, chân không giày dép, và thất thểu đi trên đường để tìm đường về nhà. Đây là cả một cái tai hại cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Và như vậy, 30 tháng 4, 75 cho tới nay đã 48 năm trời rồi. Nhưng mà 30 tháng 4 vẫn cứ tiếp tục. Không phải chỉ 30 tháng 4, 75 người dân Việt Nam của chúng ta mới bỏ chạy, vượt biển, vượt biên đi ngoại quốc, mà cho đến giờ phút này người dân ở trong nước vẫn đang lén lút trốn chạy ra khỏi Việt Nam. Những cái bằng chứng này quý vị xem ở trên những cái tờ báo hay là những cái bản tin tức, quý vị đã thấy rồi. Kính thưa quý vị, có một cái điều tôi xin thưa với quý vị rằng, năm 45, Cộng sản Việt Nam được ra đời và với cái danh xưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,
thì cho tới 75, thưa quý vị, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chấm dứt. Mà Cộng sản nó chỉ làm cho tới đến 75 mà thôi. Và rồi từ 75 nó thay đổi một cái danh xưng khác. Cái danh xưng đó là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Như vậy có nghĩa là thể chế Cộng sản ở Việt Nam đã thay đổi. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là thể chế Cộng sản, còn Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa nó không còn là Cộng sản nữa, thưa quý vị. Nó là cái gì? Mặc dù ngày nay chúng nó vẫn khoác trên người chiếc áo Cộng sản, nhưng trên thực tế nó là một tập đoàn mafia tư bản đỏ. Nó chỉ mang cái danh là Cộng sản mà thôi. Cho nên thưa quý vị, từ 75 cho tới nay, cuộc sống của người dân của chúng ta như thế nào? Sự đọa đầy, sự đàn áp, rồi nó tạo ra những mỹ từ, nào là những cái người đấu tranh ở trong nước trở thành tù nhân lương tâm. Thưa quý vị, trên thế giới này chẳng có một cái quốc gia nào có cái từ ngữ ấy hết. Nó chỉ có hai loại tù nhân. Một là tù nhân hình sự, hai nữa là tù nhân chính trị. Thở dĩ chúng nó tạo ra cái tù nhân lương tâm là muốn cho những cái thành phần này trá hình để đi ra ngoài quốc, đánh phá các cộng đồng của chúng ta ở ngoài quốc. Cho nên thưa quý vị, hãy nhìn thấy những cái nhân vật được tù nhân lương tâm mà ở tại quốc tế người ta đưa ra ngoài quốc, họ đã làm được cái gì đâu? Ăn tiền lương, chạy đôn chạy đáo, chỗ này chỗ nọ để được quyên góp tiền, mà chẳng làm được cái tích sự gì hết. Và 48 năm trôi qua, kính thưa quý vị, cuộc đấu tranh của chúng ta vẫn tiếp tục. Nhưng mà có cái điều, cái đấu tranh của chúng ta nó không thống nhất là một. Mạnh ai người ấy đấu tranh, cộng đồng đấu tranh theo cộng đồng, đảng phái đấu tranh theo đảng phái, tôn giáo đấu tranh theo tôn giáo, mà họ vẫn không kết hợp được với nhau. Như cái cuộc đấu tranh ở trong nước cách đây, mà do chính người Công giáo đứng ra để tổ chức một cuộc đấu tranh vô mà cá chết ở biển. Tại sao lúc bây giờ người Công giáo đứng lên đấu tranh như vậy, các đảng phái còn tồn tại trong nước? Tại sao các tôn giáo còn tồn tại trong nước không kết hợp chung với lại người Công giáo để cùng đấu tranh? Nếu cái cuộc đấu tranh ngày ấy mà có sự kết hợp lại với nhau, thì tôi tin rằng Cộng sản không còn tồn tại. Nhưng chỉ được mấy tháng thì cái phong trào đấu tranh ấy lại cũng đi lùi vào trong quá hoảng mà thôi, thưa quý vị. Ngoài ra có những cái vấn đề chúng ta đấu tranh nó cũng không còn sáng giá lắm. Thí dụ chúng ta đấu tranh đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam, cái điều này quý vị thử nghĩ xem, nhân quyền là cái gì? Là quyền con người, mà quyền con người là nói chung cả ở trên thế giới này.
có người sinh ra đời lại đều có cái quyền với nhau. Nhưng mà cái quyền con người chỉ đòi hỏi được ở trên những cái quốc gia tự do dân chủ mà thôi. Chứ còn Việt Nam mà chúng ta đòi cái nhân quyền cho Việt Nam thì thưa quý vị, hãy nhìn xem. Liên Hiệp Quốc đã mời Cộng sản ngồi chém chè ở trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cộng sản nó đã ngồi ở trong nó hút xì gà Cuba. Nó uống rượu Sampa nhập của Pháp, nó rung đùi. Trong khi chúng ta vẫn cứ đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam. Cái điều này đó không phải là vô lý, nhưng mà nó không còn hợp thời. Bởi vì đối với cái chế độ cộng sản, chúng ta phải đòi hỏi dân quyền đó mới là đúng. Dân quyền là cái gì? Là quyền người công dân ở trong cái quốc gia đó. Người dân Việt Nam sống ở dưới cái chế độ cộng sản, họ đã có quyền chưa? Họ chưa có quyền thì làm sao mà lại có cái nhân quyền được, thưa quý vị? Cho nên tôi hy vọng rằng con đường đấu tranh của chúng ta phải từ từ thay đổi để cho nó hợp thời trạng và hợp với lại cái nhu cầu, cái sự biến đổi của thế giới và tình hình ở trong cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, ngoài những cái vấn đề này ra, cái lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng rất là đặc biệt. Sở dĩ tôi muốn nói như vậy đó là khi những người dân sống ở trong cái đất nước Việt Nam bị gò bó ở trong một cái khuôn khổ nhất định, cái tự do của họ không có. Cho nên cái thời đại nhất và đại diện Việt Nam Cộng Hòa có những cái bài hát còn để đời cho tới ngày nay, là họ có một nền giáo dục phóng khoáng, đầu óc được tự do, muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, muốn nói cái gì thì nói. Còn dưới chế độ cộng sản không. Một cái bằng chứng quý vị mà đã thấy, bà Dương Thu Hương, một nhà văn của Cộng sản Bắc Việt, là một tên cán bộ cộng sản. 2006, bà được mời sang Pháp và sang Nước Úc để tham dự một buổi họp nhân quyền. Từ Mỹ trở về Pháp 2006, bà lưu lại Pháp và xin tị nạn tại Pháp luôn. Từ đó cho tới nay chỉ có 5-6 năm trời thôi. Giờ này cách đây mấy hôm, bà đã nhận được một cái giải thưởng của Pháp. Trị giá cái giải thưởng này là 200.000 euro, thưa quý vị. Tại sao bà Dương Thu Hương lại nhận được cái giải đó? Bởi vì bà ta không bị gò bó nữa. Bà ta có quyền viết bất cứ cái gì bà thích, bà viết, bà nghĩ rằng là bà viết. Cho nên trước kia, trước 2006, bị gò bó trong một cái lồng cố định, tư tưởng của con người không phát ra ngoài được. Giờ đây từ 2006 đã thoát ra, con chim đã thoát ra khỏi cái lồng, tung cánh bay trên bầu trời bao la. Tư tưởng của bà được phóng khoáng, và nhờ vậy bà đã được tự do viết, do đó bà đã chiếm được cái giải nổi tiếng hiện nay ở trên thế giới, thưa quý vị. Sống ở dưới những cái chế độ cộng sản hay những cái chế độ quân phiệt là con người bị gò bó nhất định ở trong một cái phạm vi thôi.
không làm thế nào được hết. Chính vì vậy, ngày nay người dân Việt Nam đã chịu đựng trăm ngàn cay đắng, đã thế còn bị cái tập đoàn mafia đổ hết đầu độc dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bằng chứng vừa rồi quý vị cũng đã thấy, trên 11 kg thuốc phiện từ Pháp trở về Việt Nam lại do những cái tên trộm bu nó đứng đầu làm những cái công việc ấy. Hiện nay bắt được trên mấy trăm người, nhưng mà những cái tên trộm bu vẫn không bắt. Tên chủ tịch nước Võ Xuân Thưởng, người của miền Nam, người cháu là một chiêu đại viên, bây giờ đã trốn chạy sang bên Thụy Sĩ, ở bên Thụy Sĩ rồi. Thưa chú quý vị, những cái tình trạng đó, thử hỏi rằng làm thế nào dân tộc Việt Nam chúng ta không bị cay đắng? Tại sao cái tập đoàn cộng sản nó lại muốn đầu độc dân tộc Việt Nam? Nhìn lại cái dân số của dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày nay, khoảng 100 triệu người dân, thành phố Sài Gòn trước 70 năm quý vị biết có bao nhiêu người? Chỉ có trên 1 triệu. Thời đó đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đã chuẩn bị để chỉnh trang cái thành phố Sài Gòn sẽ chứa lên 2 triệu người, chỉ có thế thôi. Mà bây giờ con số ở tại Sài Gòn đã trên 10 triệu người. Thưa quý vị, trước năm 1975, cái dân số của chúng ta cả Bắc cả Nam chưa đầy 50 triệu. Việt Nam từ 75 tới nay đói lên đói xuống, từ ăn bò bùa, ăn những cái đồ độc. Chúng tôi đi tù thì được ăn gặp na. Nhưng mà tại sao mấy bà ở Việt Nam này, xin lỗi quý bà, sanh dữ vậy? Sanh gì mà sanh lắm như vậy? Dạ thưa không có. Các bà không có sanh được nhiều như vậy. Chỉ vì cái cửa biên giới Trung Việt mở toàn, người tàu được tự do vào Việt Nam không cần hộ chiếu. Vậy thì cái dân số Việt Nam hiện nay 100 triệu, chúng ta phải khẳng định ít nhất có 30 triệu người là tàu. Mà dân Việt Nam giỏi lắm, 70 triệu mà thua. Thưa quý vị, quý vị cứ xem xét kỹ những cái chuyện đó. Đó là những cái bằng chứng. Đã thế cái dân tộc Việt Nam hiện nay là còn mang cái tình trạng bệnh ung thư. Cả mấy chục người, ngàn người bị ung thư ở trong cái đất nước Việt Nam. Thứ nhất, bị ô nhiễm không khí. Thứ hai, cái chất độc đồ ăn từ tàu nó đưa ra. Bây giờ quý vị về Việt Nam, phải nói rằng thành phố Sài Gòn chỗ nào cũng toàn là quán nhậu. Tôi ngồi tôi xem ở trên computer những cái clip, tôi thấy họ thịt heo họ xay ra, họ nắm lại thành từng nắm như là nắm cơm, họ xiên cây vỏ nướng. Thưa quý vị, thơm ngon thì là xuống nhau lại ăn. Nhưng mà không biết cái thịt đó là thịt tươi hay là thịt thối cũng không biết nữa. Quý vị thấy không? Tại vì sao bây giờ dân Sài Gòn lại đổ xô đi ăn nhậu? Bởi vì họ sống không có tương lai. Họ sống quả thực không có tương lai. Sống được ngày nào, tay làm hàm nhai, được đồng nào
xài cho hết. Cho nên thưa quý vị, đó là tình trạng của Việt Nam chúng ta. Trở lại cái vấn đề, thưa quý vị, tôi tin rằng nếu nói theo tâm linh thì tôi tin rằng cái gì nó đến là nó phải đến. Bao nhiêu rồi? Còn 20 phút nữa. Cái đặc biệt 30 tháng 4 năm nay quý vị có thấy có cái gì đặc biệt không? Một điều hết sức đặc biệt, 30 tháng 4 năm nay trùng với ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Quý vị có thấy kỳ lạ không? Đây là một sự trùng hợp không thể tưởng tượng được. Đứng xét về tâm linh để chúng ta phân tích thì chúng ta thấy là cái lời kêu cứu của chúng ta đối với tổ tiên ông bà đã động lòng. Trời sẽ nhìn xuống và tổ tiên ông bà sẽ giúp chúng ta trong một ngày rất gần đây. Đất nước Việt Nam của chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Tôi hy vọng rằng 30 tháng 4 năm nay rồi nó sẽ biến thành 30 tháng 4 nó không còn là ngày quốc khánh. Mặc dù trong cái lịch sử của chúng ta vẫn phải ghi lại để làm bài học cho con cháu để đời, nhưng nó sẽ trở thành ngày giải phóng cho Việt Nam. Thưa quý vị, sở dĩ tôi nói như vậy là ban đầu tôi có thưa với quý vị, trong cái cuộc đấu tranh của chúng ta kéo dài là 48 năm mà chưa đi được đến cái kết quả nào, là vì cuộc đấu tranh của chúng ta rời rạc lẻ tẻ. Cho nên ngày 5 tháng 2 vừa rồi tại Mỹ đã chào đời một tổ chức, cái tổ chức nó mang cái danh xưng là phong trào chính trị. Cái danh xưng của tổ chức đó là Liên minh Dân tộc Việt Nam. Tôn chỉ của họ là tự do, dân chủ và thịnh vượng. Người làm tổng thư ký của cái tổ chức này là một giáo sư, cũng là một luật sư ở tại Canada. Tên của ông là Vũ Đức Khanh. Người phó chủ tịch là tiến sĩ Đỗ Hùng. Thưa quý vị, sở dĩ cái liên minh nó ra đời là để liên kết lại các tổ chức, các tôn giáo, các đảng phái, không những chỉ những người quốc gia mà hầu hết bất cứ ở đâu trong và ngoài nước, những kẻ có tấm lòng với quốc gia dân tộc, kể cả thành phần cộng sản, nếu họ còn nghĩ đến dân tộc Việt Nam, họ cũng có quyền tham gia. Chúng ta đưa ra các bằng chứng. Đất nước Đức của chúng ta ở đây, thưa quý vị, sau khi đất nước thống nhất, Đông và Tây Đức được thống nhất, vì thủ tướng của chúng ta lại là một bà cán bộ cộng sản tại Đông Đức, bà Merkel, làm thủ tướng 4 năm trời. À, 16 năm trời, xin quý vị, làm thủ tướng 16 năm trời. Bà là người cán bộ cộng sản. Vậy thì những cái người cán bộ cộng sản, nếu họ thực lòng vì nước, vì dân, người dân sẽ ủng hộ. Trong tương lai Việt Nam, cái chủ trương của Liên minh Dân tộc là đòi hỏi
không những đồng bào chúng ta ở quốc ngoại mà cả đồng bào ở trong nước phải có một cái áp lực để làm thế nào cho cái thể chế cộng sản nó thay đổi bằng cách bầu cử tự do. Đó là cái giải pháp mà Liên minh dân tộc họ đưa ra. Hiện nay họ đi sâu ở Việt Nam. Ở trong Việt Nam họ đã thành lập được một mặt trận gọi là mặt trận dân tộc tự quyết. Ở quốc ngoại họ thành lập cái phong trào chính trị tức là liên minh dân tộc, và họ đang vận động thành lập một cái cơ quan của quốc tế để yểm trợ cho cái vấn đề bầu cử tự do cho Việt Nam. Và nếu như chúng ta thực hiện được một cuộc bầu cử tự do, thưa quý vị, cái gì sẽ xảy ra? Những ai trong cái hiến pháp của Cộng sản đã nói rõ 18 tuổi được đi bầu, 21 tuổi được ứng cử. Vậy thì trong cái hàng ngũ Cộng sản và các đảng phái ở tại quốc ngoại, những ai có khả năng lúc bây giờ được tự do ứng cử, và người dân sẽ đem cái lá phiếu của mình đi vào chọn một người tài đức ra lãnh đạo quốc gia. Mà quý vị đã thấy, sống 48 năm dưới cái chế độ cộng sản, những cuộc bầu cử tại Việt Nam chỉ là đảng cử dân bầu mà thôi, thưa quý vị. Cho nên nếu như cái liên minh dân tộc họ thành công trong chuyến này để thực hiện được cái đòi hỏi, cái giải pháp bầu cử tự do, thì tôi tin rằng cuộc thắng lợi của chúng ta không tốn một viên đạn, không tốn một giọt máu. Bởi vì những cái tình trạng bây giờ cộng sản, có những người đặt những cái câu hỏi: chúng ta không có khí giới, chúng ta không có cái điều kiện, thì làm thế nào để yêu cầu cộng sản phải đi vào bầu cử tự do được? Đây là cái vấn đề áp lực của người dân ở trong nước mà thôi. Cho nên cái mặt trận dân tộc tự quyết đã được hình thành tại trong cái đất nước Việt Nam. Dân tộc tự quyết. Tôi sẽ kể một cái câu chuyện từ thời Hùng Vương. Đó là trái dưa hấu, thưa quý vị. Cứ hàng ngày chúng ta ăn cái trái dưa hấu, chúng ta cảm thấy nó rất là ngon, rất là thấm thía. Nhưng chúng ta có hiểu cái trái dưa hấu nguồn gốc nó như thế nào đâu. Đây là một truyền thuyết ở trong cái câu chuyện của 18 đời vua Hùng Vương. An Tiêm là một người con nuôi của vua Hùng, có vợ, có con. Nhưng cái bẩm sinh của anh chàng này ngỗ nghịch, nó quen. Chính vì vậy triều thần không ai chấp nhận, và dâng lên cho nhà vua, báo với nhà vua: con, đứa con nuôi của ông ngỗ nghịch lắm, chúng tôi không có ưa. Chính vì vậy vua Hùng Vương thứ 18 đã đẩy gia đình của người này đi ra một cái hoang đảo. Thưa, cái hoang đảo nó nằm ở cái vùng Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, và lẽ dĩ nhiên bị đẩy ra ngoài hoang đảo thì không có ai tiếp tay. Lấy cái gì đây để mà ăn đi? Vợ chồng anh chàng này đầu tiên là muốn bảo vệ được cái sự sinh tồn của mình,
là phải đi kiếm lá mà ăn, rau cỏ mà ăn, muôn thú mà ăn. Đó tức là cái từ ngữ đầu tiên chúng ta có là tự túc. Từ cái chữ tự túc ấy đến cái giai đoạn thứ hai sinh mạng của họ được sống, đó chính là tự tồn. Chúng ta đã có hai cái chữ tự túc và tự tồn rồi. Và tình cờ lúc bây giờ có một con chim từ đằng xa nó bay tới, từ phương Tây nó bay tới, nó nhả ra một hạt cái màu đen. Thì anh chàng ăn tiêm này lại thấy cái hạt đó nó hay hay, đem cái hạt đó cắm trong dưới đất rồi tưới nước vào đó. Mấy tuần sau nó thành cái sợi dây, và ít lâu sau nó có trái. Trái nó biến thành là trái dưa hấu. Bắt đầu cái trái này đó An Tiêm gọi là trái Tây Qua, tức là cái trái nó từ phương Tây nó đưa tới. Thưa quý vị, nhưng mà khi mà ăn rồi, những cái hạt giống ở trong cái trái vừa rồi mình lấy đó quá nhiều để đem rải khắp cái hoang đảo, rồi cái hoang đảo trở thành một cái đảo dưa hấu. Lúc bây giờ thương gia họ bị bão, họ nép thuyền vào cái đảo đó, họ thấy cái trái đó họ đổi mua, họ ăn thêm rồi. Và từ đó họ đem những cái vàng bạc châu báu thực phẩm ở trong cái ghe của họ lên đổi cái trái dưa hấu để họ đem đi ở bán. Thậm chí mấy anh tàu thương gia của tàu cũng kéo tới mua. Người tàu thì nó gọi là hấu sục, nhưng cái chữ hấu chúng ta nói nó nặng nề quá, từ chữ hấu nó biến dần cái âm, nó cứ biến dần như vậy để chuyển thành chữ hấu. Và từ đó chúng ta gọi cái trái đó là trái dưa hấu. Khi mà tài sản của anh này có thì đương nhiên anh này phải đi mướn người để mà canh giữ cái tài sản, nếu không hải tặc nó lên cướp thì sao? Thì đó chính là tự cường. Vậy thì chúng ta có ba cái chữ tự: tự túc, tự tồn và tự cường. Đây chính là cái di chỉ của hùng vương của chúng ta để lại cho hậu thế, là tinh thần dân tộc tự quyết. Thưa quý vị, mà thấy câu chuyện trong những cái truyền thuyết mà chỉ có các đời hùng vương mới có mà thôi, chứ còn sau hùng vương là An Dương Vương, không còn một cái truyền thuyết nào nữa. Cho nên những cái truyền thuyết của 18 đời vua hùng vương, thưa quý vị, đó chính là cái di chỉ, tức là những cái vấn đề quan trọng đã được lưu lại cái thánh chỉ của nhà vua để lại cho hậu thế. Kính thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện liên quan, liên hệ với nhau. Hôm nay hy vọng rằng 30 tháng 4 năm 2023 sẽ là cái tháng tư đen cuối cùng cho chúng ta. Và tôi hy vọng rằng cầu xin quốc tổ, nếu trùng hợp vào ngày giỗ của quốc tổ, cầu xin các anh linh của dân tộc Việt Nam, các anh hùng liệt nữ hãy độ trì cho dân tộc Việt Nam của chúng ta sớm thoát khỏi cái cảnh đọa đày của cái tập đoàn cộng sản hiện nay. Thưa quý vị, tôi thấy thời gian hình như cũng đã hết.
trước khi chấm dứt cái phần nói chuyện của tôi xin phép quý vị cho tôi mượn hai câu kiều để làm kết luận. Một cái câu đầu chuyện kiều và một câu cuối chuyện kiều, tức là trăm năm trong cõi người ta mua vui cũng được một vài trống canh. Xin chân thành cảm ơn.